Mình thọ bát quan trai giới 7 ngày, rồi hết 7 ngày về nhà, một số giới như sát sanh, con không giữ được thì tội có nặng hơn lúc con chưa thọ bát quan trai giới không? Đây là một sai lầm phổ biến, một cái hiểu lầm phổ biến của rất nhiều người. Đó là tôi không giữ được giới thì như vậy tôi không thọ giới, và tôi không giữ được giới thì tôi cũng không đi sám hối, không đi xin giới. Nhiều người không dám quy y Tam Bảo bởi vì họ không giữ được giới. Thì nó cũng giống như quý vị không dám ăn bởi vì ăn xong rồi nó cũng đói bụng mà, vì ăn để làm gì? Có nhiều người họ không dám tắm, tại tắm rồi nó cũng hôi. Mỗi ngày tắm, mỗi ngày đều hôi. Đầu ngày tắm, cuối ngày nó cũng hôi. Vậy thôi khỏi tắm, để người nó hôi rình đi. Tại sao vậy? Tại sao phải tắm? Tắm rồi nó cũng hôi. Tại sao phải ăn? Ăn rồi nó cũng đói. Như vậy thì quý vị giữ giới làm gì? Hỏi một số vị á, mỗi một lần chúng ta giữ giới là mỗi một lần chúng ta nhớ đến giới, nhắc đến giới. Chúng ta giữ giới được một ngày, chúng ta có phước một ngày. Chúng ta giữ giới được một buổi, chúng ta có phước một buổi. Chúng ta giữ giới trong một giờ, chúng ta có phước một giờ. Còn việc không giữ giới thì dù quý vị có quy y hay không quy y, có thọ giới hay không thọ giới, vẫn tạo nghiệp như thường. Nhưng một người á, mà họ thọ giới, sau đó họ phá giới, họ không giữ được giới, rồi sau đó họ lại ăn năn hối hận, họ đi họ thọ giới lại, rồi sau đó họ lại không giữ được giới, thì cái nghiệp nó sẽ nhẹ hơn một người không bao giờ đi thọ giới. Nó cũng y chang như ví dụ sư nói hồi nãy, một người mặc dù biết tắm rồi nó vẫn hôi, nhưng mỗi ngày mỗi tắm nó đỡ hôi hơn một người 7 ngày chưa chịu tắm. Cái quy luật nó y chang, tại nó có tính chất cộng dồn. Các cái nghiệp bất thiện á, nó có tính chất là cộng dồn ha. Thành ra đó, giả sử nghe, một người ăn trộm một đồng, sau đó đi sám hối, rồi đi về, không có giữ được giới, lại ăn trộm một đồng, rồi lại đi sám hối, rồi về lại không giữ được giới, lại ăn trộm một đồng, rồi lại đi sám hối. Họ làm 7 lần liên tục như vậy, cái tội của họ nó nhẹ hơn một người á ăn trộm 7 đồng rồi đi sám hối một lần. Tại vì tội nó có tính chất là cộng dồn. Hoặc cũng giống như một người té xe, bị xe nó đâm một lần, đi vô bệnh viện cứu thương, cứu chữa, bẵn đi một thời gian, lại bị tai nạn giao thông một lần nữa, rồi lại đi vào bệnh viện cứu thương, cứu chữa, thì nó sẽ nhẹ hơn là bị 2 lần giao tai nạn giao thông cùng một lúc, đúng không? Cho nên dù cho mình không giữ được giới,
thì có cơ hội nào đi đến chùa sám hối xin giới được thì hãy đến chùa sám hối và xin giới, không nên để các nghiệp bất thiện nó cộng dồn. Chính vì như vậy, ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến là có những người họ thọ giới trong suốt thời nghe pháp, tức là trong khi nghe pháp thì họ thọ giới, hết giờ nghe pháp là hết giới, thì nó vẫn có phước hơn là người không có giữ giới. Tuy nhiên, cái thái độ đối với giới nó cũng rất quan trọng. Nếu như quý vị có suy nghĩ là thôi bây giờ ngày mai mình tới chùa sám hối xin giới, vậy thì hôm nay tôi nhậu xả láng đi, thì cái thái độ coi thường giới, chính thái độ đó nó đưa chúng ta xuống các khổ cảnh, chứ không đơn thuần chỉ là việc phá giới nha. Phá giới là một chuyện, còn cái thái độ coi thường giới lại là một chuyện khác.